Xin chào tất cả các bạn. Trên đây đang là một chiếc iPhone XR. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây sẽ là một chiếc iPhone XR nhá. Cái để chung đây, iPhone XR. Và hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể lắp được hai cái SIM vật lý trên thiết bị này. Đó, và cách các bạn có thể sử dụng được hai SIM ra sao. Thì đối với những cái trường hợp là iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, những cái thiết bị nào mà có cái khay SIM ở bên góc bên phải như thế này này. Đấy, những cái khay SIM nằm bên dưới nhá, thường thì sẽ có khay SIM nằm ở giữa thân máy như thế này, phần bên phải hoặc là phần giữa bên trái. Tuy nhiên đối với những cái dòng như là dòng vỏ nhôm ấy, dòng thường như XR 11, 12 hay 12 Pro, nó sẽ có một cái khay SIM mà nằm ở góc dưới cùng bên phải như thế này. À, thì như vậy các bạn có thể sử dụng được, đó là các bạn sẽ lắp được hai cái SIM vật lý. Đối với trường hợp các bạn nào sử dụng máy ở thị trường Trung Quốc, máy ZA ấy, thì sẽ có sẵn hai SIM vật lý luôn và các bạn sẽ lắp được hai SIM. Còn đối với những bạn nào mà sử dụng những cái bản iPhone như thế nhưng ở thị trường khác như thị trường Mỹ chẳng hạn thì sẽ không có hai SIM vật lý mà sẽ sử dụng là một SIM thường và một eSIM. Tuy nhiên thì thiết bị của các bạn vẫn sẽ hỗ trợ là hai SIM vật lý bằng cách các bạn có thể tháo máy ra và các bạn sẽ mua một cái cục, đó là cục hai SIM vật lý và lắp vào. Nó sẽ như là các bạn thay cục pin ấy, nó sẽ có một cái cổng kết nối, chỉ cần nhấc cổng kết nối lên, tháo hai con ốc ra và các bạn tháo ra như các bạn thay pin thông thường thôi là có thể thay được cái cổng hai SIM vật lý cho cái thiết bị của các bạn. Đấy, thì đấy chỉ dành cho những cái trường hợp như iPhone 11, 12 hay 12 Pro thôi nhá, là các bạn có thể làm được như vậy, kể cả iPhone XR. Rồi, ok, thì đối với những trường hợp các bạn đã thay ổ SIM rồi hay các bạn đã có sẵn một cái ổ SIM hai SIM vật lý thì đây là cách thực hiện rất là tiện và đơn giản theo mình đánh giá như thế. Đối với những bạn nào mà hay phải đổi SIM hay là hay phải đổi máy thì hai SIM vật lý sẽ tiện hơn rất là nhiều trong với trường hợp các bạn dùng eSIM. Đó, eSIM thì hiện tại cũng sẽ được chuyển đổi trong iOS mới 6 rồi nhưng mà theo mình đánh giá nó sẽ phức tạp hơn và eSIM thì thường sẽ không ổn định bằng cái là hai SIM vật lý. Đấy, thì ở đây mình sẽ có ba cái SIM như thế này và mình sẽ demo lắp thử từng SIM một cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ lắp một cái SIM Viettel bên trên này trước. Đấy, thì vẫn như bình thường các bạn sẽ lắp và ngửa cái mặt SIM lên như thế này. Đấy, đấy, như vậy là đã xong. Để SIM đầu tiên, bất kể máy nào đều lắp SIM như thế này nhá. Rồi, tiếp đến sẽ có một cái SIM thứ hai. SIM thứ hai thì các bạn sẽ cầm SIM và lật mặt sau lên. Đấy, và ấn ra mặt sau như thế này, nó cũng sẽ lắp được. Đấy. Đó. Thì thường cái khay SIM nó sẽ có một cái lẫy ở đây. Đây, nó sẽ có một cái lẫy để giữ cái lò xo. Tuy nhiên cái này của mình đã bị gãy mất cái lò xo nên không sao. Thì chúng ta chỉ cần đặt đúng phần như thế này. Đấy. Và bạn sẽ giữ ngón tay giữ cho họ. Đấy, giữ nó lại và sau đó bạn sẽ từ từ khéo léo đặt vào trong khay SIM trước. Đấy, các bạn đặt vào như thế này. Đây, các bạn thấy không? Đặt vào trước. Đó, mặt trên mặt dưới thì tự động nó cái phần khung máy này nó sẽ giữ lại rồi và bạn chỉ việc ấn vào thôi. Đó, như vậy là được. Đây, ngay sau khi các bạn thay SIM vào nó sẽ hiển thị luôn là đã thay đổi cả mặc định và nó sẽ hỏi cho các bạn luôn đó, thêm gói cước di động trong cái SIM mới nhá và chúng ta sẽ bật tiếp tục đó. Ở đây thì nó sẽ hỏi đến phần tiếp theo là phần nhãn gói cước di động như thế nào. Đấy, nó đặt tên đấy. Thì đối với trường hợp các bạn add eSIM cũng tương tự, ở đây là mình làm hai SIM hợp lý cũng sẽ như thế nhá. Đầu tiên là mục du lịch thì các bạn muốn để cho cái số nào, ví dụ cái số đầu tiên nó sẽ hiển thị số ở đây, các bạn muốn để cho số nào thì bạn đặt tên là như vậy, du lịch chẳng hạn, số cá nhân chẳng hạn thì các bạn sẽ để cho số cá nhân hiển thị theo cái số nào. Ok, đây là các bạn sẽ chọn tên và chọn theo cái số điện thoại đặt theo tên, thì như vậy sau này các bạn thực hiện thao tác của gọi nhắn tin nó sẽ dễ quản lý hơn rất là nhiều. Rồi sau tôi sẽ bấm tiếp tục. Đấy, ở đây đường dây mặc định các bạn sẽ chọn, ví dụ du lịch là cái SIM mà các bạn chuyên để gọi hay cá nhân các bạn dùng SIM chuyên để gọi thì bạn sẽ chọn. Và khi các bạn bắt đầu gọi một số điện thoại thì nó sẽ hiển thị ra cái SIM này luôn. Đó, tiếp tục. Mục tiếp theo, iMessage và FaceTime thì nó sẽ hỏi luôn. Cũng như vậy, tương tự như vậy, các bạn muốn chọn số nào, các bạn có thể chọn cả hai. Đây, các bạn có thể tích chọn cả hai, sử dụng song song cả hai, hoặc các bạn chỉ chọn một số thôi. Và số kia các bạn chỉ để vào mạng hay chỉ để nhận tin nhắn gì đó vân vân. Thì đấy là tùy nhu cầu của các bạn. Ok. Tiếp tục là đến cái mục dữ liệu di động cũng như tương tự như vậy. Các bạn sẽ sử dụng dữ liệu cho cả hai SIM hoặc là bắt đầu là SIM nào là SIM chính. Đấy. Thì mình sẽ chọn một SIM hoặc là bấm chuyển đổi dữ liệu. Đây, chuyển đổi gói dữ liệu giữa hai SIM. Hết SIM này nó sẽ tự động chuyển sang SIM kia. Đó, thì các bạn sẽ bật cái chuyển đổi gói dữ liệu điều này lên và tiếp tục. Rồi, ở đây nó sẽ hỏi tiếp một cái mục là đường dây ưu tiên thì các bạn sẽ chọn số nào. Đấy. Thì đây mình sẽ chọn cái số cá nhân nhá. Đấy, hoặc các bạn sẽ chọn là cập nhật sau. Thì thường thì mình sẽ chọn cái số cá nhân của mình là số chính thì số đấy sẽ là cái số ưu tiên. Ok, và bấm xong. Đấy. Như vậy là xong. Bây giờ các bạn có thể vào trong phần cài đặt này, các bạn nhìn thấy đây, cài đặt nhá, phần di động, đó sẽ có hai số du lịch bật, cá nhân bật, đấy hai số như thế nào. Rồi ở đây thì các bạn có thể tùy chọn tắt số nào đi, ví dụ mình sẽ tắt số này đi, đấy thì nó sẽ về một sóng thôi. Ok, nếu bạn bật lên thì nó sẽ lại ra hai sóng bình thường. Đấy, một cái Vina, một cái Viettel, đó rất là tiện. Bây giờ mình sẽ tắt wifi đi cho các bạn xem nhá. Đó thì nó sẽ hiển thị dữ liệu di động, mạng dữ liệu di động dành cho SIM nào, như các bạn tùy chọn đúng đấy. Đó, các bạn sẽ chờ một chút để máy nó lát sóng, rồi mình thao tác hơi nhiều và nhanh. Đó.
Rồi, như vậy là Viettel đã load xong. Bên trên là Mobi Vinaphone, các bạn sẽ chờ một chút. Đấy. Thì nó sẽ load lên cho các bạn xem. Rồi, ok, như vậy là đã lên xong Viettel và Vinaphone. Ok. Rồi, đấy. Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể bật tắt và sử dụng cài đặt sao cho cái sim nào nó phù hợp và hợp lý. Đó. Đó. Ở đây ví dụ các bạn khi các bạn tháo sim ra và thay một sim mới nhá. Ví dụ mình tháo sim ra này. Đấy. Nó sẽ tắt đi và mình sẽ thay vào một cái sim mới. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Mình cũng sẽ đặt như thế. Một sim lên trên. Đây sim này vừa xong mình để ở dưới thì mình sẽ vẫn tiếp tục để ở nó ở dưới. Và mình thay một chiếc sim khác lên trên như thế này. Đấy, vẫn hai sim nhá, hai mặt. Đó, hai sim vật lý rất là tiện. Đó, sau đó bạn sẽ tiếp tục sử dụng cái thao tác cắm vào, cắm sim vào. Đây, ngay sau khi các bạn cắm sim mới, thay đổi sim mới, nó cũng sẽ hỏi luôn lên một cái bảng thông báo như thế này, thêm một cái cước di động, và các bạn sẽ cũng tiếp tục bấm là để cài đặt như lúc nãy như mình đã hỏi. Đấy, ví dụ các bạn có thể đặt này Viettel thì bạn sẽ để là mình sẽ để là doanh nghiệp chẳng hạn. Đấy, rồi cái số Vina này mình sẽ để là cá nhân. Ok, xong. Đấy, tiếp tục. Tương tự như thế, mỗi lần các bạn thay sim nó sẽ hỏi lại cái này một lần và các bạn sẽ tùy chọn nhá, tùy chọn sao cho nó phù hợp và hợp lý với cái nhu cầu của các bạn sử dụng. Đó. Tương tự như thế. Đây, đấy. Các bạn cứ bấm chọn như thế cho mình. Đấy. Đúng theo những cái thao tác vừa rồi như mình đã vừa hướng dẫn. Đó. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể cài đặt bước đầu hai sim như thế nào và bây giờ là cái cách sử dụng. Thì cách sử dụng cũng rất là dễ thôi. Khi các bạn bấm một cuộc gọi, đây. Bấm cuộc gọi thì nó sẽ ra một cái bàn phím như thế này, vẫn thông thường như thế, nhưng ở bên trên nó sẽ có tùy chọn cá nhân hay là doanh nghiệp thì các bạn sẽ chọn. Đấy. Cá nhân này nó sẽ chính là cái sim Vina mà mình vừa chọn đấy. Đấy, còn doanh nghiệp này nó sẽ là cái số Viettel mà mình đã đặt lúc đầu. Đây, Viettel và Vina nhá. Viettel thì là doanh nghiệp, còn Vina là cá nhân. Thì ở đây các bạn sẽ tùy chọn, các bạn đặt tên sao cho dễ nhớ, để khi chọn lựa chọn cái số gọi đi thì các bạn sẽ chọn ở đây. Đấy, các bạn bấm số chẳng hạn, đó, và bấm gọi thì nó sẽ gọi qua cái sim này. Đó. Ok, rồi tiếp tục đến nữa là một phần nữa là phần tin nhắn. Ở đây phần tin nhắn nó cũng sẽ chia làm hai mục như vậy. Khi các bạn vào mục tin nhắn này, bấm tin nhắn mới cũng thế. Các bạn sẽ chọn một cái số bất kỳ nhá, chẳng hạn như thế. Đến này, một cái số bất kỳ đi. Đó, ví dụ mình sẽ chọn một số này. Rồi, và ngay lập tức nó sẽ hiển thị từ cá nhân hay là từ doanh nghiệp. Đấy, thì bạn kích vào và chọn doanh nghiệp này. Đấy, hay là chọn cá nhân. Như vậy là khi bạn nhắn tin như thế này thì các bạn sẽ gửi từ sim nào. Đấy, là sim 1 hay sim 2, ví dụ như thế. Thì đây sẽ là cái mục tin nhắn. Đấy. Thì đấy là cái mục mà đầu tiên là mục về gọi điện, thứ hai là mục tin nhắn. Và mục thứ ba là khi các bạn gọi điện đi thì cái máy này này tự động nó sẽ lưu là các bạn sẽ gọi điện đến bằng số nào thì nó sẽ lưu là các bạn gọi bằng số đấy. Ví dụ nó gọi bằng sim 1 thì các bạn bấm gọi đi nó sẽ vào sim 1. Bấm cuộc gọi đến bằng vào sim 2 nó sẽ tự động gọi lại bằng sim 2. Thì đấy là cách rất là thông minh. Hoặc ở trong mục danh bạ như thế này. Đấy. Khi các bạn muốn gọi một số bất kỳ nhá, các bạn chọn một số bất kỳ và đây nó sẽ có cái mục lựa chọn để gọi bằng sim nào. Mặc định này, chúng ta sẽ mặc định gọi bằng số cá nhân hay là mặc định bằng gọi số doanh nghiệp. Đấy. Các bạn thấy không? Nó sẽ đưa ra ba tùy chọn cho chúng ta mới sử dụng, nghĩa là gần đây nhất chúng ta gọi bằng sim nào thì nó sẽ hiển thị ra sim đó. Đấy, hoặc là các bạn sẽ chọn mặc định sim nào để gọi bắt đầu cho cái số này luôn, số điện thoại ưu tiên. Thì ở đây mình sẽ chọn là mới sử dụng để cho nó phù hợp với tất cả các thiết bị, các số điện thoại danh bạ ở trong contact của chúng ta, là khi các bạn gọi bằng bất kỳ số nào thì nó sẽ tự động nhớ và sẽ gọi lại cho cái sim đó bằng cái số đó. Đấy. Còn các bạn muốn đổi số nào cũng được, rất là tiện. Đấy, thì đấy là ba cái cách các bạn sử dụng sim 2. Đấy. Tương tự như thế, trong cái phần cài đặt này nó cũng sẽ tích hợp rất là nhiều những cái tính năng rồi. Các bạn có thể vào cài đặt mục di động này, nó sẽ tích hợp rất là nhiều tính năng. Dữ liệu di động các bạn có thể tùy chọn là sim nào. Đây, ở đây, mục dữ liệu di động. Đó. Hoặc là đường dây mặc định, các bạn lựa chọn sim nào đường dây mặc định. Đó. Như vậy rất là dễ. Trong mục sim này có thể đổi tên này, đấy, tắt đi bật lên này. Đó. Bên dưới này cũng vậy, tắt đi bật lên và đổi tên. Đó. Rất là tiện. Thì đây là cái cách sử dụng hai sim vật lý trên một thiết bị iPhone. Các bạn có thể sử dụng như vậy. Tương tự khi sử dụng eSIM các bạn cũng sẽ sử dụng không khác gì cả. Đấy. Chỉ khác là hai sim vật lý này sẽ nó tiện hơn, lắp đặt dễ hơn, thay đổi sim cũng dễ hơn. Đấy. Phù hợp với những bạn nào mà có nhu cầu sử dụng hai sim và thay máy được nhiều liên tục. Đấy. Thì trong playlist mình cũng đã hướng dẫn cách các bạn có thể sử dụng hai sim eSIM rồi. Các bạn có thể vào trong playlist mình tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.